Nhận. Cố lên. Má, tay này mà bám theo cầu vị nữa đứt nữa. Chán vãi cả trường. Em chào anh Tư Má. Ok anh ơi. May là tay này hay lên sấp rồi nên là không tính vị. Sấp lên rồi. Giận thật sự. Chẵn xỉu lót tứ nào. Mở bát thì thấy lẻ tai thì bỏ mẹ này. Má thiệt luôn á. Cứ như là hả. Mẹ nói không sai một tí gì luôn ấy. Thề luôn ấy. Mở bát là lẻ tài thiệt. Má tay đấy nghe bát nha. Rõ ràng là nghe lật hai thiệt luôn. Em chào gã khói ạ. Tay này lật lừa nữa này. Bắt chẵn xỉu nằm tài tiếp này. À được được được. Ok ok. Tưởng cố tình gãy nữa. Ma bác ghét phải. Hay nhô đi tiên. Đi tiên hả? Tay này mà nằm lẻ tài nữa. Thề không chơi nữa luôn thề. Sao nay đi ạc ai đấy. Bắt dây. Lẻ trắng tứ hai bên. Ủa vậy hả? Đổi tên hả? Chưa bao giờ gặp đi à. Vẫn lẻ đỏ. Hên là không đi chẵn xỉu ấy. Đi chẵn xỉu là ăn mứt dừa. Ok đi tiên ơi. Ôi cảm ơn anh em. Cảm ơn anh em. Bắt tiếp nào. Chẵn xỉu tiếp nào. Ok hôm nay không chơi gì cả. Trời ơi bắt chẵn xỉu tiếp. Nó về tứ tài ạ. Ôi em ơi vãi tay này nghe. Thôi không tính đến bát nữa. Cảm ơn anh Tú. Có gì nhớ để ý lót tứ nha các bác. Bắt hơi gãy vị tí. Bắt gì. Chẵn tiếp. Lót tài tiếp. Tứ nằm hả. Không có tứ anh ạ. Chẵn tạm thôi. Không có tứ. Bú tạm bú tạm. Mai là FFC. À buồn lắm. Thế làm sao mà được mơ nhìn thấy lễ hội cáp ạ. Lẻ đỏ tứ. Ok. Lót hai màu nhá. Em chào chị Huệ. Chào vợ hai ạ. Bú lẻ sai màu. Lẻ lên lẻ lên. Hôm nay cầu vị như xẹp vậy ta. Như xẹp lòng. Nãy giờ nạp tiền chưa có được á hả. Dạ. Nhưng mà nếu mà chơi được thì qua bên A chơi nhá. Tại vì hôm nay bên B cầu tráng lắm. Chẵn xỉu tiếp. Ok chị ơi. Bú
chăm, bố chăm. Hê nhô bím chấm bỉ. Cảm ơn chó. Trời ơi, chó ơi, có của mình anh tặng ở bên đây luôn á. Bím chấm bỉ. Ai, em trầm cảm lắm anh ơi. Bắt cái gì đây? Lẻ bẻ nhẹ câu lóc tượng. Dạ em chơi đấy, không phải. Còn lâu mà. Úi, gãy rồi. Ra đê rồi. Ui giời ơi, tên này gãy. Không, không có cãi nhưng mà có cãi ai đâu, thề luôn, bát bên này không dám cãi ai hết trơn á. Dạ chó ơi. Lẻ đỏ tứ tiếp nào. Tay này nghe lật lừa lắm. Mong là lẻ đỏ đi chứ từ sấp đôi nữa chắc tôi chết quá à. Ơi, hút tứ lót gãy lẻ. Ơi. Ây ây ây. Tức ghê á. Bú tứ gãy lẻ ạ. Như kết luôn. Lẻ đỏ tứ tiếp mà. Ngủ làm gì, còn có 15 phút nữa hết like mà ngủ cái gì tiên. Ngồi đây chơi đi cho nó vui. Thôi em tự về bờ đi. Thôi đi luôn đi thiệt. Tại vì bên này em không hô được thiệt luôn á. Má thiệt, nãy em nghĩ là em tưởng em được ngồi bàn A cơ. Em mới kêu anh qua á. Ok thôi ngưng đi. Chứ bàn B hôm nay không hô được một like nào luôn. Bám cầu mà cầu nó cứ cức cức thế này không ăn được. Hôm nay bàn B rất là khoai luôn. Ba mấy ông anh của mình hô trong phòng mà không phải tại mình đen nữa. Chán lắm trời. Sắp đôi còn ạ. Ê, bím chấm bi ơi. À dạ, Quyên Lì nhân cách thứ hai. Không, các bác em nói thật đấy. Các bác sang bàn A mà chơi. Tại hôm nay bát bàn A nếu mà chưa đổi hạp thì nó ok ấy. Chứ bên này mà mọi người mà không nhìn được cầu mà mọi người chơi không ok đâu. Bên này nó đấy, nó kiểu thế đấy. Không biết đường nào mà lần đâu. Hả? Nghe này. Nghe này chị Đại ơi. Cảm ơn anh cụ. Chó đen khi nào trắng hả? Hôm nay không phải chó đâu. Bát tay này thì nghe rõ là lật thai chẵn tứ này. Mở bát là thấy lẻ lên này. Mà có khi còn lẻ bát trắng cơ. Để xem nào. Ôi giời ơi ma, vẫn chẵn thiệt. Vẫn bị lừa. Ngu cả người. Không chơi nữa, cảm ơn anh cụ. Không có tứ còn sấp luôn nha. Chị Đại cứ bám cầu ấy, vì chị mà nghe bát một cái là chị bị lừa ngay à. Tiếng này thì bị xoay đúng không? Không biết luôn á. Chán lắm. Nhưng mà tên này lên ba trắng rồi. Bẻ cầu vị thiệt. Như cặp. Chịt lắm. Buồn lắm luôn á, thiệt.